các bác nhìn những góc màn hình này, các biết nó thiết bị nó quay phim rồi các biết đấy, chất lượng video của nó hiện tại đang tốt nhất hiện nay là 1920x1080 đấy, các bác muốn quay rồi em quăng lia lia cái tay này, em quăng biết này, đó, nó quay không các bác biết đấy rồi. Đây là chiếc camera ngụy trang một chiếc bút hàng cao cấp và mới nhất hiện nay. Camera ngụy trang bút V8 có nhìn thấy chưa? Đây cái mắt camera này, đó, cái mắt camera này có nhìn thấy chưa? Đây là cái mắt camera nó nằm ẩn sâu trong chiếc bút luôn. Đấy, các mắt này đầu bình thường nó sẽ che thế này các nhá, nó sẽ che khuất như thế này, hoàn toàn không phát hiện được. Đấy. Và chiếc bút này nó vẫn viết bình thường, ký hợp đồng bình thường. Đấy các bác nhìn này. Các bác chỉ muốn xoắn nó ra để có ngoài bút này, các bác chỉ cần xoắn cái đầu ra thôi. Đấy. Và các bác dễ dàng ký hợp đồng và viết bình thường các bác nhá. Đấy. Ví dụ kênh YouTube của em Quang là Quang Review này, các bác nhìn thấy chưa? Đó. Quang Review đã em Quang viết cái Quang đấy, thấy không? Đó. Số điện thoại thì là ghi bình thường các bác nhá. Đấy. Vâng, thì bây giờ em Quang sẽ hướng dẫn các bác cách để các bác thể lắp cái thẻ nhớ vào cái bút này nhá. Đây, để lắp thẻ nhớ vào đơn giản các bác chỉ xoắn cái này ra, đấy, xoắn cái ngăn ở giữa ra thế này. Đó. Khi các bác xoắn ra thì nó như thế này, các bác nhìn thấy chưa? Đó, nó như thế này các bác nhá. Đấy. Thì bây giờ các bác lắp thẻ nhớ thì cái này nó hỗ trợ thẻ nhớ là 32GB. Đây 32GB các bác nhìn thấy chưa? Thẻ nhớ nó là 32GB. Đấy. Bác lắp vào, bác lắp thì bác cho cái mặt đồng này úp xuống, mặt đồng úp xuống cái phần mà các bác đang sạc pin này. Các bác nhìn thấy chưa? Cho mặt đồng úp xuống, bây giờ Quang lắp vào cho các bác coi nhá. Đấy, lắp vào. Đấy. Lắp vào như thế này, sau đó các bác đẩy nó vào thôi. Đấy các bác đẩy nó vào. Đó. Đẩy vào khi các bác đẩy vào đến lúc khi nào mà các bác không đẩy được nữa thì lúc đó là nó đã ok rồi các bác nhá. Đấy, bây giờ công việc của các bác là các bác lắp cái này vào giúp em. Đấy. Lắp bác xoắn vào tay như thế này thôi. Đấy. Và như thông thường như bao chiếc bút khác các bác thấy chưa? Cực kỳ là chất và cực kỳ là hay ho các bác nhá. Đấy. Vâng, thì bây giờ hôm qua sẽ hướng dẫn các bác cách để các bác sẽ sử dụng con camera V8 hàng cao cấp này các bác nhá. Đây các bác nhìn này, ngay đằng sau chiếc bút này nó có một cái lỗ rất bé, các bác nhìn nha, cái lỗ này này, đó. Cái lỗ này nó sẽ phát sáng một cái đèn màu xanh để giúp các bác nhận biết rằng thiết bị camera này nó đã hoạt động hay chưa các bác nhá. Đấy. Và ngay ở trên đầu chiếc bút này này, đó là có một cái nút để các bác có thể bật tắt. Đấy. Thay vì chiếc nút này ngày xưa là các bác có thể bật tắt cái bút để các bác có thể viết thì bây giờ nó thay thế cho các bác là bật tắt để các bác quay camera. Đấy, rất đơn giản thôi. Đấy. Thì bây giờ em Quang sẽ test hành và thực tế luôn. Đấy. Thì đầu tiên để khởi động và thiết bị quay luôn thì các bác cần giữ đây này, giữ ngay trên cái đầu bút này từ 3 đến 5 giây và khi giữ thì lập tức ở đây cái đèn nó báo lên một tí và bắt đầu nó nhấp nháy và thiết bị nó quay nhá. Đây em Quang giữ một lúc này, à, giữ một lúc các bác coi nhá, giữ một lúc đấy thì ngay lập tức ở đây nó sẽ báo cái đèn xanh này, các bác nhìn thấy không? Đó, thì khi bác thả cái tay ra là bắt đầu thiết bị nó hoạt động. Đấy. Thiết bị bây giờ nó là thiết bị nó đã quay phim các nhá, các nhìn này, đấy. Các bác nhìn những góc màn hình này các biết nó thiết bị nó quay phim rồi các biết đấy, chất lượng video của nó hiện tại đang tốt nhất hiện nay là 1920x1080 đấy, các bác muốn quay rồi em Quang lia lia cái tay này, em Quang biết này, đó, nó quay không các bác biết đấy, đó, chất lượng video thế nào thì em Quang đi giờ đây cho các bác coi này, đó, nó có thể quay được chữ rất là rõ nét các bác nhá, cực kỳ là chất và cực kỳ hay không đấy. Thì để dừng lại đơn giản các bác chỉ cần nhấn một cái, bây giờ dừng lại đơn giản các bác nhấn một cái, Quang nhấn nhá, nhấn ngay lập tức nó báo nó trở về trạng thái đèn xanh, đây Quang nhấn một cái cho các bác coi nhá. Đó, nhấn một cái thì ngay lập tức đây nó sẽ trở về trạng thái đèn xanh, các bác nhìn ra đèn xanh này tức là nó đang chờ tiếp tục, các bác muốn quay nữa thì các bác có thể là bấm quay luôn đấy. Ví dụ như các bác cái khoảnh khắc này nó không quan trọng thì các bác dừng cái thiết bị nữa, bây giờ các bác thấy khoảnh khắc nó quan trọng thì các bác nhấn một cái để các bác thiết bị nó quay, đây Quang nhấn một cái này quay nhá, đây Quang nhấn này, nhấn một cái thôi nhá, đó, nhấn một cái phát là bắt đầu thiết bị nó nhấp nháy ba cái và bắt đầu thiết bị nó lại quay phim đấy, các bác nhìn chưa, đó, cực kỳ là chất và cực kỳ là hay ho, các bác nhìn chưa, nhìn thấy góc màn hình các bác biết là thiết bị nó quay hay không đấy, thấy chưa, quá là đẳng cấp và quá là hay ho các bác nhé. Đấy, yeah, cực kỳ là chất và cực kỳ là hay ho. Bây giờ các bác dừng lại nhá, dừng một cái dừng vào đây, nhấn một cái là thiết bị nó dừng đấy, nó đã dừng lại với đèn xanh như này vậy. Và bây giờ các bác giữ chết một lúc là bắt đầu nó tắt nguồn luôn, em qua giữ một chết này, à, giữ chết một lúc đấy là ngay lập tức thiết bị nó sẽ tắt cái đèn xanh đi và nó tắt nguồn luôn đấy, từ 3-5 giây giống như bác nó khởi động đấy, đấy ngay lập tức đấy là bắt đầu thiết bị nó trở về trạng thái là tắt nguồn rồi đấy. Bây giờ cái công việc của các bác là các bác chỉ công việc của các bác là các bác tháo cái này ra đấy, các bác xoắn nó giống như xoắn bút ngoài đầu tiên đấy, các bác lắp thẻ nhớ đấy, đấy các bác lấy ra như này đấy. Bây giờ các bác lấy cái thẻ nhớ này các bác bỏ vào máy tính đấy, các bác lấy bỏ máy tính, ví dụ em Quang lấy thẻ nhớ nhá, đấy các bác bỏ vào cái USB, các bác bỏ vào cái USB đó. Đấy, như cái bút này nó có sẵn USB này, cái bút này cũng là cái bút camera này đó, nhưng mà nó có sẵn bản thân nó là một cái USB, các bác bỏ vào cái USB này đó, các bác bỏ máy tính, các bác cắm vào cái máy tính này để các bác xem lại đấy. Đấy, các bác cắm vào máy tính các bác xem lại thôi đấy, các bác chuyển tất cả các dữ liệu lên máy tính để các bác xem lại video. Hai là các bác là không có máy tính này, các bác có thể bỏ điện thoại, tất cả các hệ điện thoại như hệ loại Android đấy, như là Samsung, Apple ấy, các bác cứ lắp vào là chuyển đến đó là các bác xem nhá. Thì bây giờ em Quang thử làm thực tế này.
Đấy, lắp vào như này nha, các bác để ngay ngắn giúp em nha, lắp vào, bác đẩy vào đó. Sau khi lắp vào đó thì các bác vào cái cửa hàng CH Play ở trên cái này, các bác vào cửa hàng CH Play đấy, các bác tải cái ứng dụng đây, các bác vào cửa hàng CH Play, các bác tải cái ứng dụng nó là tên là VLC đây, ứng dụng VLC đó, VLC, ứng dụng VLC này đấy, các bác gõ từ khóa VLC, các bác bấm vào thôi đó, là ngay lập tức nó sẽ loát ra đây là cái hình này này đó, cái hình mà có cái hình cái chóp nón màu vàng vàng này đấy, các bác bấm, các bác tải về đấy. Cái này là cái ứng dụng nó miễn phí đấy, em quang tải về rồi, em quang tải về rồi này đó, quang tải hình chóp nón về, các bác nhìn thấy chưa, quang tải về rồi, bây giờ các bác tải về rồi, các bác lắp vào thẻ nhớ rồi, các bác bấm, các bác xem thôi đấy, quang bấm rồi em quang xem nhá đấy, thì các bác để chú ý nó loát đi một tí này đó, loát một tí các bác nhá đó, quang loát đấy đấy, quang kéo lên đấy, có hình hài một số cái hình lên này đây, đây các bác nhìn đây họ thấy không, bấm vào đây cho bác coi nhá, bấm vào đây cái hình này đó đấy, thấy cái những cái video mà em quang quay này, các bác nhìn thấy đó, chất lượng video ở nhà là các bác quay thấy không, em quang quay vừa cái quay cái cúi cho bác coi này. Đó đấy, 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 đấy. Nó cực kỳ là chất và cực kỳ là hay ho, các nhìn thấy không? Nhìn thấy góc màn hình có biết là thiết bị nó quay hay không? Đấy, đấy chưa? Quá là đẳng cấp và quá là hay ho các bác nhé. Cực kỳ là chất và cực kỳ là hay ho. Bây giờ các bác dừng lại nhá, dẫn một cái dừng vào đây. Giờ có nhìn thấy hay chưa? Đấy, nó rất dễ dàng và sử dụng luôn, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, cực kỳ là chất và cực kỳ là hay ho. Đây bấm lại cho bác coi này. Đấy, đây là những cái gì mà nó video. Cái này là cái cuối cùng, cái này chất lượng của nó ghi đây này, 1080p này, cái này đẹp nhất này, cái đầu tiên. Thì bây giờ nó là thiết bị nó là quay phim các bác nhá, các nhìn này, đấy. Các bác nhìn cái góc màn hình này, các bác nó thiết bị nó quay phim rồi các bác, đấy. Chất lượng video của nó hiện tại đang tốt nhất hiện nay là 1920 nhưng mà không dám câu, đấy. Các bác mình quay rồi, em quang lên lưu cái tay, em quang biết này, nó quay không có biết đấy rồi. Chất lượng video thế nào thì em quang. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đó, đấy là những cái gì mà là giúp các bác chất lượng video hình ảnh như nào nó thể hiện đây cho các bác luôn, đấy. Đây là một trong những chiếc iPad nó thông thường, iPad tàu thôi, Huawei thôi, nhưng mà chất lượng video nó thể hiện cho các bác luôn nhá. Thì tất nhiên cái sản phẩm này là bên em quang giao hàng về tận nơi đấy, nhận hàng các bác được kiểm tra hàng với thanh toán tiền nên các bác hoàn toàn yên tâm đấy, các bác hoàn toàn yên tâm các bác nhá. Đấy, tất nhiên đây, đây là khi các bác quay các bác thấy em lộn xộn như thế là thường thường bọn em phải test hàng thực tế trước khi gửi khách hàng, test hàng sau đó dán tem, dán đâu đối đâu đấy có sách hướng dẫn cho các bác để các bác về các bác sử dụng dễ dàng. Đặc biệt các bác có thể khó khăn để có thể Zalo trực tiếp qua bên em quang, để bên em quang có thể hướng dẫn cụ thể cho các bác luôn, nên các bác hoàn toàn yên tâm các bác nhá. Thì sản phẩm này nó không phục vụ tất cả mọi người đấy, các bác nào thật sự quan tâm thì kích vào cái link bên dưới. Thì giá cả thì tại sao mà em không đưa cụ thể, bởi vì cái hàng này nó cũng không phải lúc nào cũng có sẵn, do có nhà sản xuất lúc có lúc không, với thứ hai giá nhập nó sẽ khác nhau. Thật sự quan tâm thì em có để hai cái đường link bên dưới, một cái link sẽ xem giá, một cái link thì đặt hàng. Thì các bác muốn xem giá là bấm vào cái đường link thì có hiện giá đấy, nó phù hợp với cuộc sống công việc các bác, các bác có thể đặt hàng. Còn sản phẩm này bên em quang không sản xuất nó ra, em quang chỉ là nhà bán, cảm thấy nó ở chất lượng tốt, nó phục vụ công việc cho các bác, nhưng nhất là những các bác bất động sản này, các bác những nhà báo, phóng viên tác nghiệp đấy, mong muốn ghi lại những thước phim đấy các bác nhá. Đó, cực kỳ là yêu thương các bác, chúc các bác gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các video lần sau. Vâng, để có thể xem nhiều video nữa, quý anh em có thể đăng ký kênh Quốc Quang, hoặc quý anh em có thể xem tiếp theo những video bên trái hoặc bên phải. Thân ái chào và cảm ơn quý anh em rất là nhiều.